Hay nói một cách khác, khi mà chúng ta xem một chiếc tivi với màn hình tràn viền á, thì chúng ta sẽ tập trung hơn. Đồng thời với chất lượng hình ảnh hiển thị đẹp mắt nữa thì chúng ta gần như là đắm chìm hoàn toàn vào thế giới nội dung luôn. Hoàn toàn không khó để chúng ta tìm một chiếc tivi có màn hình tràn viền. Nhưng mà vừa có màn hình tràn viền này, lại có chất lượng hiển thị đẹp mắt và giá thành lại dễ tiếp cận nữa thì sẽ là hơi khó đấy nha. Nói là hơi khó thôi, bởi vì Trang đã tìm được một chiếc tivi có thể thỏa mãn được các cái điều kiện trên đến từ thương hiệu Casper này đây. Chiếc tivi 55UGA610 này thuộc dòng UGA 6 Series. Nó được định vị ở phân khúc tầm trung, thế cho nên có mức giá khá là tốt. Và ở phân khúc này thường thì các hãng sẽ có hai cách để tiếp cận khách hàng. Một là dàn trải tất cả mọi thứ, cái gì cũng ổn, cái gì cũng ok, nhưng mà lại không có điểm nào nổi bật. Và hai cũng chính là cách thức mà Casper đang áp dụng lên chiếc TV này. Đó chính là sẽ tập trung vào một yếu tố mạnh nhất, yếu tố nổi bật nhất để mang đến trải nghiệm khác biệt so với phần còn lại. Về chất lượng hiển thị, xét ở phân khúc tầm trung và giá rẻ, TV Casper mang một lợi thế rất lớn. Độ phân giải 4K đã là mức tiêu chuẩn hiện nay và nội dung 4K đã trở nên phổ biến hơn, nên không có gì là lạ khi hình ảnh được xem trên chiếc TV khá sắc nét. Không chỉ nét mà màu sắc lẫn độ tương phản trên TV đều thể hiện khá tốt. Màu sắc khi xem các MV ca nhạc lên rất nổi bật và sống động, trong khi các sản phẩm khác trong phân khúc giá này thường tỏ ra nhợt nhạt và thiếu sức sống. Còn khi xem phim thì nhờ vào độ tương phản tốt, đặc biệt là khi xem những nội dung HDR thì độ tương phản càng được phát huy. Những cảnh phim tối sẽ không là vấn đề với TV Casper này. Các bạn sẽ quan sát được các chi tiết trong vùng tối, chứ không đơn thuần là một mảng đen thui. Tuy nhiên, TV vẫn sẽ có một điểm trừ nho nhỏ, chính là sắc đen không quá sâu. Điều này là do hạn chế về công nghệ trong tầm giá. Nhưng Trang hoàn toàn tin tưởng ở những phiên bản tiếp theo, Casper sẽ giảm thiểu được vấn đề này. Còn về trải nghiệm hiển thị thì chiếc TV Casper này nó cũng có điểm cộng riêng các bạn nhé. Với một màn hình chất lượng thì khi chúng ta xem đã sướng mắt rồi, mà nếu như viền màn hình của nó còn mỏng nữa thì trải nghiệm xem của chúng ta sẽ càng đã hơn, phải không? Hay nói một cách khác, khi mà chúng ta xem một chiếc TV với màn hình tràn viền thì chúng ta sẽ tập trung hơn. Đồng thời với chất lượng hình ảnh hiển thị đẹp mắt nữa thì chúng ta gần như là đắm chìm hoàn toàn vào thế giới nội dung luôn. Tất nhiên là ở cái tầm giá này thì Trang sẽ không thể đòi hỏi rằng viền màn hình nó sẽ mỏng ngang ngửa với các siêu phẩm đến từ các ông lớn khác được. Nhưng con số 6mm cũng đã khiến cho Trang cảm thấy hài lòng. Thêm nữa là viền đen của màn hình bên trong không quá dày nữa, nên nếu xem ở khoảng cách cơ bản thì khái niệm tràn viền vẫn được đảm bảo tính chính xác. Cho nên là cả về chất lượng lẫn trải nghiệm hiển thị ở trên chiếc TV Casper này chính là điểm ấn tượng mà Trang rất là yêu thích ở trên chiếc TV này. Nói như vậy không có nghĩa là Casper đã dồn toàn lực mình vào phần hiển thị mà bỏ quên những các yếu tố khác, khiến cho các yếu tố khác chỉ còn cái nịt đâu nha. Thực tế thì TV Casper vẫn có rất nhiều các tính năng khác hay ho của một chiếc Android TV. Ví dụ có thể kể đến đó là chúng ta có thể điều khiển giọng nói thông qua trợ lý ảo tiếng Việt Google Assistant ở trên điều khiển, các bạn có thể nhìn thấy đây ha. Mặc dù rằng cái tốc độ để mà phản hồi của nó thì hơi chậm một chút, nhưng mà khả năng nhận diện thì khá là nhanh và chính xác đấy các bạn nhé. Bây giờ để Trang thử nhé. Mở âm lượng lên 50. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 2 giờ 20 phút chiều. Mở bài Shutdown Blackpink trên YouTube. Tôi hiểu rồi, Shutdown của BLACKPINK đang phát trên YouTube. Đó, các bạn thấy không? Nó nhận diện giọng nói khá là chính xác ha. Android TV còn có một vũ khí rất lợi hại nữa, chính là kho ứng dụng đồ sộ. Hầu hết các ứng dụng nội dung đều có mặt trên Android TV. Mà người ta cũng thường hay nói rằng ứng dụng nào hệ điều hành khác có thì trên Android TV chắc chắn có, mà Android TV có chưa chắc những hệ điều hành còn lại đã có đâu nha. Ngoài ra, các bạn cũng có thể truyền hình ảnh từ điện thoại Android và iPhone lên TV bằng FastCut. Trang đánh giá là việc này sẽ hơi bất tiện khi mà chúng ta phải cài thêm ứng dụng.
bởi vì mặc định rằng trên TV sẽ không có AirPlay 2, thế cho nên là chúng ta sẽ không thể truyền trực tiếp hình ảnh từ iPhone sang TV được. Còn một yếu tố nữa mà Trang đánh giá không quá cao ở trên chiếc TV Casper này, đó chính là trải nghiệm âm thanh các bạn ạ. Mặc dù là loa khá là lớn, cũng như là khi mà chúng ta mở tối đa âm lượng thì không có bị dè, nhưng mà chất âm khi Trang nghe thì Trang đánh giá là nó hơi thiếu sức sống. Các giải âm gần như là hòa làm một, tiếng bass không dày lẫn tiếng treble không quá rõ, nên là các bạn cần phải đầu tư thêm một chiếc sound bar để có được trải nghiệm tốt hơn. Trang thì nghĩ rằng đây là một điểm để Casper có thể phân loại sản phẩm giữa dòng TV này và một dòng sản phẩm khác mà có tích hợp sao ba. Sao diện TV thì cũng rất đơn giản nên cũng dễ dùng. Mặt khác, TV cũng chỉ trang bị những tính năng cơ bản của nền tảng Android, chứ không có thêm những tính năng đặc biệt. Điều này thì từ lúc nãy Trang cũng đã chia sẻ rồi đó, do tầm giá cũng như là do TV thì tập trung vào trải nghiệm hiển thị. Thế cho nên là chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi gì thêm. Tuy nhiên, nếu có thêm thì cũng sẽ tốt hơn. Còn yếu tố cuối cùng là ngoại hình thì TV Casper này cũng khá ổn. Nhờ mặt trước đã gánh cong lưng nên tổng thể TV mang đến vẻ ngoài hiện đại và cao cấp. Viền màn hình mỏng không chỉ giúp tập trung vào nội dung hơn mà còn nâng cao vẻ đẹp cho TV. Chân đế chữ V úp ngược cũng khá bóng bẩy, mang đến sự cứng cáp và chắc chắn cho TV. Nên về tổng thể, thiết kế của TV khá ổn. Ở mặt sau là vị trí các cổng kết nối, khá là đầy đủ đối với một chiếc TV. Đáng chú ý là cổng HDMI, ARC để truyền tải âm thanh chất lượng cao. Nên nếu có trang bị thêm sound bar thì TV có thể sử dụng cổng này để kết nối. Vậy thì chiếc Android TV Casper này sẽ dành cho những ai? Chắc chắn rằng chiếc TV này sẽ rất phù hợp cho những bạn nào mà chúng ta muốn sở hữu một chiếc TV với mức giá vừa phải và chỉ cần là khả năng hiển thị tốt thôi là được. Bởi vì rõ ràng rằng một chiếc TV thì quan trọng nhất đó chính là trải nghiệm nhìn mà. Chi phí đầu tư không quá cao, khả năng hiển thị lại tốt thì chiếc TV này sẽ rất là phù hợp để chúng ta trang bị ở trong các phòng họp này, các phòng làm việc này, hoặc là làm màn hình thông báo ở các sảnh chờ thì cũng rất là hợp lý đấy. Nếu như các bạn yêu thích sản phẩm này thì chúng ta đừng quên rằng sẽ click vào đường link mô tả chi tiết sản phẩm bao gồm cả giá bán ở bên dưới các bạn nhé. Và các bạn ơi, chúng ta hãy cùng đăng ký kênh của Điện Máy Xanh để mình còn gặp lại nhau trong nhiều video khác chất lượng hơn nữa các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.